Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tình. tình trạng tê liệt bổ máy hành chính do chống tham nhũng đã khiến Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài. Ngày 17 tháng 5, VOA tiếng Việt cho hay Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài do tê liệt bộ máy vì chống tham nhũng. VOA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính. Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây cảnh báo với chính phủ Hà Nội qua một lá thư. VOA cho biết những số liệu chưa được báo cáo trước đây, từ tài liệu chưa được công bố, vốn đã có từ ngày 6 tháng 3, nêu bật sự thất vọng của các nhà đầu tư nước ngoài về những rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài, gây ra bế tắc kéo dài giữa lúc Việt Nam đang bị bổ vây bởi chiến dịch chống tham nhũng leo thang và tình trạng bất ổn chính trị. Và đây là hình bài trên VOA. VOA trích dẫn bức thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính viết rằng khoảng 1 tỷ đô la vốn cho phát triển đang chờ phê duyệt với 2,5 tỷ đô la bổ sung phải hoàn trả lại do hết hạn tài trợ. Điều này báo hiệu những tổn thất tiềm tàng, trị giá gần 1% tổng sản phẩm quốc nội của cả nước. Khoản tài trợ hết hạn có thể trì hoãn các dự án rất cần thiết, chẳng hạn như nâng cấp cơ sở hạ tầng và các nhà tài trợ nhấn mạnh trong thư rằng nhiều khoản tiền bổ sung có thể đã bị mất do bị ngăn cản bởi quá trình phê duyệt kéo dài. Theo VOA, cuộc chiến chống tham nhũng đã tạo ra một dạng tê liệt, các quan chức chậm phê duyệt hoặc triển khai các sáng kiến vì họ sợ vô tình vi phạm vào các quy định phức tạp. VOA dẫn nguồn từ Bộ Tài chính cho hay, Việt Nam cũng đang phải vật lộn trong việc chi tiêu, ngay cả đối với công quỹ, khi đã không giải ngân được vốn đầu tư công khoảng 19 tỷ đô la từ năm 2021 đến năm 2023, ít hơn 1/4 so với kế hoạch. VOA cũng cho biết bức thư được người đứng đầu Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam gửi có chữ ký của 18 đại sứ, trong đó có Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và người đứng đầu Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam. Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới cho hãng tin quốc tế biết họ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ trong các dự án và Liên Hiệp Quốc thừa nhận trong một tuyên bố rằng có những thách thức trong việc sử dụng nguồn tài trợ và đây là hình Tô Lâm, người dẫn đầu, hăng hái cho công cuộc đốt lò, khiến hệ thống hành chính công của Việt Nam tê liệt. Vẫn theo VOA, Việt Nam đã đưa ra những cam kết đáng kể về việc giảm sử dụng than để đổi lấy nguồn tài trợ về khí hậu của phương Tây. Nhưng một năm rưỡi, sau khi thỏa thuận với các quốc gia của nhóm G7 được công bố, vẫn chưa có khoản vốn nào được giải ngân. Trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh nhập khẩu than để tránh tình trạng thiếu điện ở các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài. VOA dẫn lời một quan chức nước ngoài nói với hãng tin quốc tế rằng sau nhiều yêu cầu từ các nhà tài trợ, chính phủ đã thành lập một nhóm làm việc về vấn đề này và chỉ đạo các quan chức xem xét một số quy định cản trở việc tiếp cận nguồn vốn, nhưng không có thời gian nào được ẩn định để hoàn tất quy trình. Quan chức này cũng cho hay, lưới điện, cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước được coi là cần nâng cấp và có sẵn một lượng lớn vốn nước ngoài để thực hiện công việc này. Tuy nhiên, các quy định hiện hành ngăn cản nhà điều hành mạng lưới thuộc sở hữu nhà nước tiếp cận số tiền đó ít nhất cho đến năm 2027. VOA cho biết thêm, sự thất vọng của các nhà tài trợ dẫn tới những quyết định có thể cắt giảm viện trợ cho Việt Nam trong tương lai. Chẳng hạn, Ngân hàng Thế giới cho biết họ sẽ sát nhập văn phòng Hà Nội từ tháng 7 với các hoạt động ở Campuchia và Lào để nâng cao hiệu quả quản lý, một động thái có thể dẫn đến sự thay đổi trọng tâm quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin tình. tình trạng tê liệt bộ máy hành chính do chống tham nhũng đã khiến Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin từng được đánh giá cao nhưng bà Mai đã dừng sự nghiệp tại Hội nghị Trung ương thứ 9. Ngày 16 tháng 5, BBC Tiếng Việt bình luận, bà Trương Thị Mai từ chức tại sao? Theo BBC, sự kiện thường trực ban bí thư Trương Thị Mai từ chức là một cơn địa chấn chính trị nữa tại Việt Nam, theo sau các vụ mất chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. BBC dẫn ban chấp hành Trung ương, theo đó bà Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. BBC bình luận, người phụ nữ 66 tuổi quê Quảng Bình này là một bóng hồng hiếm hoi trong một nền chính trị do nam giới thống trị. Bà Mai từng được đánh giá là sẽ tiếp tục đảm đương các trọng trách lớn của nhà nước. Tuy nhiên, giờ đây bà đã rời ghế thường trực ban bí thư Ủy viên Bộ Chính trị. Với diễn biến này, sự nghiệp chính trị của bà đã chính thức chấm dứt. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC cho biết thông tin bà Mai rời ghế đã xuất hiện dưới dạng tin đồn trên mạng xã hội. Có thông tin cho rằng bà bị cáo buộc liên quan tới sai phạm tại dự án Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó cũng có thông tin nói rằng bà bị vu oan giá họa và rằng bà rời chức là do không chịu nổi cuộc đấu đá nội bộ giữa các đồng chí của mình. Như mọi khi, BBC cho hay, thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự ra đi của bà Mai không nêu rõ bà đã vi phạm gì, tương tự như thông báo đối với các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ mới đây. Do đó, những đồn đoán về trường hợp của bà cũng như về cuộc nội đấu trong đảng tiếp tục lan truyền. Sau sự ra đi của bà Mai, ghế thường trực ban bí thư được phân công cho đại tướng Lương Cường đảm nhiệm. Về hành trình thăng tiến của bà Mai, BBC cũng cho biết bà là nữ thường trực ban bí thư đầu tiên trong số 21 người giữ chức danh thường trực ban bí thư kể từ năm 1976 tới nay. Vai trò của bà Mai tập trung chủ yếu về lễ nghi, các công tác trong nội bộ đảng Cộng sản. Người ta thường thấy bà xuất hiện bên cạnh và tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến công du và đi trao quyết định. Bà từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch nước hoặc chủ tịch quốc hội sau khi hai ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm. Và đây là hình bóng hồng duy nhất trong bộ chính trị, bà Trương Thị Mai đã dừng sự nghiệp. BBC dẫn lại đánh giá của giáo sư Abuja từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng bà Mai có tiềm năng trở thành chủ tịch quốc hội, tiếp quản chiếc ghế mà ông Vương Đình Huệ để lại. Bà Trương Thị Mai là người phù hợp nhất do có kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Nhưng bà Mai lại là một người phụ nữ trong thể chế chính trị do đàn ông thống trị. Bà ấy có kinh nghiệm từ năm 2007 đến năm 2016 trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bà ấy có kinh nghiệm trong cơ quan này Do đó, tôi nghĩ điều đó có thể sẽ xảy ra. Tuy nhiên, do có quá nhiều vị trí trống trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao, nếu bà Mai kế nhiệm chức chủ tịch quốc hội, cần có người tiếp quản vị trí của bà, thường trực ban bí thư, giáo sư Abuja đánh giá. BBC cũng dẫn quan điểm của giáo sư Carter, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm từ Úc, lúc bấy giờ cũng đề cập đến khả năng bà Mai làm chủ tịch quốc hội. Nguồn tin của tôi tất nhiên chỉ là tin động. Nói với tôi rằng, Bà Trương Thị Mai sẽ được bổ nhiệm làm người điều hành quốc hội và điều đó an toàn vì bà ấy từng cho biết mình muốn nghỉ hưu, từng được đánh giá cao như vậy, nhưng giờ đây hành trình quyền lực của bà Trương Thị Mai đã dừng lại trong một ngày tháng 5 đầy sóng gió. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Từng được đánh giá cao, nhưng bà Mai đã dừng sự nghiệp tại Đại hội Trung ương thứ 9. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.